Virus nCoV chưa bao giờ là cái tên ít được nhắc trong nhân loại trong 2 năm gần đây, đã gây ra sự bất ổn chưa từng thấy đối với nền kinh tế toàn cầu, với việc các nước trên thế giới phải gồng sức chống lại tình trạng truyền nhiễm lan tràn, thực hiện các chính sách giãn cách xã hội trên diện rộng và cố gắng can thiệp tài chính từ rất sớm nhằm bình ổn thị trường. Nhưng đối với Việt Nam, quốc gia đi đầu trong phòng chống dịch bệnh đã có những bước ngoặt đáng nể trong công cuộc chống đại dịch của nhân loại. Có bão rông mới sáng danh Tùng Bách. Câu nói này của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã minh chứng cho sức mạnh và sự ổn định của Việt Nam trong ứng phó với cơn bão Covid-19. Việt Nam đã trở thành ví dụ điển hình và là bài học cho các nước đang phát triển trong việc chống lại đại dịch. Ngay từ đầu, Việt Nam đã bước vào cuộc chiến chống Covid trong một tình thế vô cùng khó khăn do cùng chia sẻ đường biên giới dài và giao thương rộng lớn với Trung Quốc. Không những thế, Việt Nam còn có nhiều khu vực đô thị tập trung đông dân cư với cơ sở hạ tầng y tế còn hạn chế. Theo đánh giá của tổ chức tiền tệ quốc tế IMF, thành công của Việt Nam là kết quả của kinh nghiệm trong ứng phó với các đại dịch trước đó như đại dịch SARS xảy ra năm 2003. Ngay từ đầu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định đặt ưu tiên về sức khỏe người dân lên trên những quan ngại kinh tế. Cuộc chiến chống dịch nhanh chóng nhận được sự phối hợp của quân đội, công an và các tổ chức địa phương. Việc tuyên truyền hiệu quả và minh bạch cũng nhận được sự ủng hộ từ người dân và điều này có thể trở thành bài học cho các nước đang phát triển. Những biện pháp khống chế nghiêm ngặt đã dần được triển khai, gồm việc kiểm tra sức khỏe ở sân bay, thực hiện giãn cách xã hội, ngừng tiếp nhận du khách nước ngoài, cách ly bắt buộc đối với những người nhập cảnh, đóng cửa trường học, hủy bỏ các sự kiện tập trung đông người. Việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng cũng được thực hiện một cách nghiêm túc ngay từ trước khi WHO đưa ra khuyến cáo chính thức. Cùng với đó là một số biện pháp như rửa tay nơi công cộng, trụ sở làm việc và những khu dân cư. Các dịch vụ không thiết yếu được yêu cầu đóng cửa trên phạm vi toàn quốc. Việc giới hạn đi lại cũng được thực hiện nghiêm túc tại hầu hết các địa phương và kéo dài trong 3 tuần. Từ đầu tháng 4 năm 2020, IMF cho rằng sự đồng lòng của nhân dân chính là yếu tố then chốt mang lại thành công cho cuộc chiến chống COVID-19. Ngay từ ban đầu, việc tuyên truyền về virus SARS-CoV-2 và chiến lược ứng phó với dịch bệnh đã được thực hiện minh bạch. Chi tiết về các triệu chứng, các biện pháp phòng bệnh và các địa điểm xét nghiệm đều được công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng, các trang web của chính phủ, tổ chức các cấp, áp phích tại các bệnh viện, công sở, các khu dân cư, các khu chợ. Những nội dung trên còn được phát đi bằng hình thức gửi tin nhắn tới điện thoại của người dân và lời khuyến nghị trước khi mỗi người thực hiện các cuộc gọi điện thoại. Dù cho tới nay, Việt Nam đã thành công trong việc hạn chế sự lây lan của đại dịch COVID-19. Song những tác động kinh tế là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, những tác động kinh tế mà Việt Nam gặp phải sẽ ít nghiêm trọng hơn so với hầu hết các nước trong khu vực. Triển vọng phát triển kinh tế vẫn khả quan khi các biện pháp giãn cách xã hội được gỡ bỏ. Hoạt động của các doanh nghiệp được khôi phục và người dân sử dụng lại dịch vụ tại các nhà hàng, cửa hiệu. Không lâu trước đó, tờ The New York Times đăng tải bài viết ca ngợi cuộc chiến chống dịch của New Zealand, quốc gia được thế giới coi là hình mẫu chống dịch thành công nhất thế giới. Điều đáng lưu ý nằm ở phần bình luận, có rất nhiều người nhắc đến Việt Nam. Độc giả Richard Huỳnh bình luận: Với Việt Nam cũng vậy, họ đóng biên giới và theo dõi chặt chẽ người dân của họ. Nếu ai đó mắc bệnh, họ sẽ cách ly triệt để toàn bộ khu vực người đó sinh sống và di chuyển qua. Bây giờ đại dịch đã được xử lý. Độc giả Rimat Rehaja, tôi sẽ đề cử Việt Nam, một quốc gia có hệ thống chăm sóc sức khỏe chưa phát triển, kinh tế thua kém nhiều so với phương Tây. Việt Nam đang chống dịch tốt hơn bất cứ quốc gia nào khác trong bài đăng nói về New Zealand nhưng truyền thông phương Tây không dám đưa tin về Việt Nam vì họ coi Việt Nam là quốc gia xã hội chủ nghĩa, một người bạn tên là Jacobo Martin. Tôi dành cả tháng trời để đọc tin tức phòng chống dịch từ Việt Nam và công dân của Việt Nam tuân thủ các hướng dẫn. Tôi thấy một hãng xe hơi Việt Nam đã mua một trung tâm thử nghiệm tại Úc và tôi tò mò là Việt Nam đã phát triển nhanh thế sao. Sau khi đọc những hình ảnh của bạn, tôi thấy Việt Nam vượt qua những gì tôi đã nghĩ. Mark Cuban, một độc giả từ Úc bình luận trước đó, người nước ngoài biết gì về Việt Nam? một Việt Nam lạc hậu, một Việt Nam vẫn còn chiến tranh, một Việt Nam tồi tệ, mất nhân quyền, mất tự do. Không ít những tờ báo nước ngoài quang ánh mắt nhìn thiếu thiện cảm về Việt Nam. Trong giai đoạn đầu của đại dịch, không ít người cho rằng Việt Nam phản ứng thái quá hay giấu dịch. Thời điểm Việt Nam chọn cách ly xã hội thì nhiều người cho rằng nền kinh tế Việt Nam sẽ sụp đổ và sẽ phát triển thụt lùi. Năm 2018, diễn đàn lớn nhất reddit đã có một bài đăng về chuyện người việt nam có thể dùng tay không bẻ đôi quả táo điều mà các quốc gia khác không làm được dĩ nhiên đây chỉ là một câu chuyện đùa theo dạng thuyết âm mưu nhưng từ câu chuyện đó những câu chuyện kỳ lạ ở việt nam dần dần được biết đến nhiều hơn như câu chuyện tham gia giao thông tại việt nam người nước ngoài không dám bước chân sang đường còn người việt nam thì lại bước qua đường dễ dàng người nước ngoài nhận được lời khuyên từ người việt là hãy cứ bước sang một cách dứt khoát, người điều khiển phương tiện sẽ tự tránh đường. Mỗi người Việt Nam đều bẻ đôi quả táo thành công, và giờ thì tôi biết thêm rằng họ có thể chiến thắng cả Covid-19. Một bình luận khá là tếu trong bài viết của The New York Times. Nhiều người nước ngoài đã nhờ người Việt Nam bẻ đôi quả táo để kiểm chứng thuyết âm mưu trên. Và trong mùa dịch, họ cũng tới Việt Nam. Đến cả các nhà tang lễ để kiểm nghiệm xem liệu Việt Nam có chống dịch thành công và có phải là thực sự hay không. Nhiều khi... Người nước ngoài lý giải vui cách chống dịch của Việt Nam thành công là nhờ phở và cao sao vàng. Nikki, người từng viết rằng Việt Nam đi sau các quốc gia khác ở lĩnh vực 5G, nhưng Việt Nam là quốc gia duy nhất chủ động tham gia vào quá trình nghiên cứu mạng 5G. Họ từ chối mua công nghệ lõi từ Huawei và cũng khước từ các đề nghị thiết bị phục vụ 5G từ thị trường Trung Quốc. Đầu tháng 10, Bloomberg nhận định rằng VinFast sẽ công sang thị trường Mỹ. Nhiều nhà nghiên cứu nhận định rằng quyết định của VinFast khá là ngông vì Mỹ là một thị trường rất khó tính, nhiều hãng xe lớn trên thế giới đang đọa tấu ở đó. John Francis, một độc giả người Malaysia nói rằng Việt Nam đã và đang tiếp tục vượt kỳ vọng, vượt định kiến về một quốc gia lạc hậu và nhỏ bé. Người này cho biết thêm rằng anh ấy chỉ biết đến Hồ Chí Minh, sống giản dị ở một ngôi nhà tranh vách đất và nghĩ rằng Việt Nam vẫn nghèo khổ. Độc giả Justin Paul nói vui rằng Malaysia sẽ tung ra vaccine COVID-19 vào năm 2030 và một bình luận ở dưới tiếp tục khái rằng sẽ xuất khẩu xe ô tô sang Mỹ vào năm 3033. Trong mắt bạn bè quốc tế, Việt Nam vẫn còn nghèo và lạc hậu. Nhưng chúng tôi sẽ tìm ra cách chứng minh rằng sản phẩm của chúng tôi đại diện cho một Việt Nam năng động và phát triển. Chủ tịch VinFast Phạm Nhật Vượng Và câu chuyện Việt Nam năm 2020 vượt lên những khó khăn. Đó là một Việt Nam khác biệt, một Việt Nam dám khước từ WHO, tự chọn một cách làm dị biệt nhưng hiệu quả thiệt. Đến nay, chuyện chống dịch, xuất xe sang Mỹ, chế tạo vaccine hay từ chối mua công nghệ 5G từ Trung Quốc vốn là những điều khó tin với Việt Nam. Nếu chịu khó lướt qua một số diễn đàn, đôi khi có thể chúng ta sẽ bật cười vì những nhận định có phần gì đó hơi ngây ngô của nhiều người bạn bên ngoài. Từ câu chuyện của năm 2020, một năm mà với nhiều quốc gia khác là một năm đầy khó khăn và trở ngại, là một năm mà ai cũng muốn qua mau thật lẹ. Nhưng với Việt Nam, như nhà văn Nguyễn Khải từng chắp bút, sự sống nảy sinh từ cái chết hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh gian khổ còn bạn thì sao bạn có nghĩ việt nam mình là quốc gia đang sống chứ nếu thấy hay các bạn hãy bấm like đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những thông tin cập nhật nhanh nhất chính xác nhất và giá trị nhất trên kênh chuột kinh tế